Tầm ngày này một tháng về trước thì với 1.900 traffic, store của tôi chỉ kiếm được là 1.500 đô la và tỷ lệ convert nó chỉ là 0.6%. Nhưng tuy nhiên thì đến ngày hôm nay ấy, thì với 1.800 traffic thì store của tôi kiếm về được gần 8.000 đô và với cái tỷ lệ convert là trên 3%. Từ một cái trang bán hàng vô cùng là bình thường và không có gì đặc biệt, convert vô cùng lèo tèo, tôi đã biến nó trở thành một trang bán hàng rất là đẹp và biến nó trở thành một cỗ máy bán hàng đem về rất là nhiều tiền và lợi nhuận cho mình. Và cái bí quyết cũng như cái công thức mình xây dựng trang bán hàng để làm sao convert tốt trong thời điểm hiện tại trên Shopify như thế nào thì mình sẽ chia sẻ trong video này. Thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thôi. Đầu tiên chào mừng anh em đã quay trở lại chuỗi khóa học miễn phí của mình, chia sẻ cho cộng đồng về lộ trình kiếm tiền với Shopify Dropshipping. Và trong video ngày hôm nay sẽ là video hướng dẫn chúng ta xây dựng một cái trang bán hàng cho sản phẩm của mình. Bây giờ chúng ta đã có một cái store được setup rồi, và chúng ta đã có những cái sản phẩm list lên trên store rồi. Tuy nhiên thì liệu rằng khách hàng vào store, vào trang bán hàng đó họ có ra quyết định mua hàng hay không thì điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào cái trang bán hàng của chúng ta trông như thế nào. Đa số những cái cửa hàng dropshipping bây giờ nó đều theo một cái form na ná giống nhau, mọi đều là hình ảnh sản phẩm, rồi là nút mua hàng, rồi là những cái đoạn mô tả sản phẩm bên dưới, rồi là có thể thêm mấy cái review bên dưới, nó trông khá là giống nhau và nó không có gì đặc biệt và không có gì khác biệt so với phần còn lại cả. Thì một cái trang bán hàng nó có cái vai trò vô cùng quan trọng, nó là cầu nối giữa việc là tiền của khách hàng có trở về túi của chúng ta hay không. Và một trang bán hàng đẹp nó không những là giúp cho chúng ta có được một cái kết quả kinh doanh hoàn toàn khác, một cái doanh số lợi nhuận hoàn toàn khác, mà nó còn giúp cho chúng ta trở thêm khác biệt so với phần còn lại của thị trường. Chẳng thì cái phương pháp để xây dựng ra cái trang bán hàng thì mình sẽ chia sẻ trong video này. Đầu tiên là chúng ta cần phải list cái sản phẩm của mình lên trên cửa hàng, đúng không ạ? Thì để list sản phẩm lên trên cửa hàng thì có hai cách. Cách số 1 là chúng ta sẽ thêm bằng tay, giống như video trước mình đã hướng dẫn chúng ta thêm sản phẩm bằng tay. Và nếu chúng ta chưa không nhớ cái cách list bằng tay thì chúng ta phải xem lại cái video trước của mình, nó rất là đơn giản thôi. Và cái cách để list là sản phẩm tự động và nhanh hơn một chút thì mình sẽ dùng cái app, nó có tên là Deezer. Đấy, thì đây là một cái app giúp chúng ta có thể thêm được những cái sản phẩm từ trang AliExpress lên trực tiếp cái cửa hàng của mình chỉ với một vài cái click chuột thôi. Rất là nhanh, được xin mình sẽ làm mẫu. Ví dụ vẫn là cái sản phẩm mà checklist, bullet board đây, thì mình sẽ bấm vào chuột phải, mình sẽ copy cái đường link của cái sản phẩm này. Rồi và mình sẽ vào cái app Deezer và mình sẽ vào cái tab là import list này. Mình sẽ bấm import ở đây và mình sẽ paste cái đường link của sản phẩm checklist này. Rồi thì sau khi mà mình bấm import thì mọi cái hình ảnh này, mọi hình ảnh rồi là mọi cái mô tả sản phẩm, mọi cái thông tin nó đều nằm ở trong store của chúng ta rồi. Nó chưa được public trên cửa hàng. Việc của chúng ta là chúng ta cần chỉnh sửa. Và sau đó thì chúng ta sẽ bấm public lên. Thì bây giờ mình sẽ bấm là edit product. Rồi, thì edit product thì mình sẽ sửa lại cái tên tiêu đề của sản phẩm. Ví dụ như mình nói thì mình sẽ luôn để cái tiêu đề sản phẩm nó trong khoảng là 5 cho đến 7 chữ cái thôi. Mình sẽ để đến chữ bot này thôi. Còn lại phần đằng sau mình sẽ xóa đi. Rồi thì nó sẽ hỏi mình trong collection hoặc không, tức là mình có một cái bộ sưu tập về chuyên về một cái dòng sản phẩm nào trên cửa hàng không. Nếu không thì để trống cũng không vấn đề gì cả. Rồi tiếp theo là cái variant ở đây, tức là có cái bảng này có mấy màu sắc thì nó chỉ có một màu trắng thôi. Thì cái giá để ship cái món hàng này, tất cả chi phí cho cái món hàng này là 3,07 đô. Thì bây giờ là mình sẽ để một cái giá bán. Đấy, thì mình sẽ để một cái giá bán ở đây. Đấy, ví dụ mình sẽ để 19,99 đô. Đấy, và cái giá compare price là giá gạch, tức là giá ưu đãi. Đấy, đang ưu đãi bao nhiêu gạch đi và chỉ còn là 19,99 đô thôi. Vậy thì mình sẽ là 29,99. Được rồi. Thì đây là cái giá chính thức mình bán này,
19,99 này, tức là khi ai đó mua một cái món hàng cái bảng này thì mình sẽ lãi được là 19,99 trừ đi cho 3,07 đô, thì tức là mình đó cái phần lợi nhuận mình sẽ nhận được sau khi bán được một cái item này, được chưa? Thì đâu đó mình lãi khoảng tầm 16 đô, đúng không? Rồi thì sau đó thì mình sẽ check phần mô tả sản phẩm. Đó thì mô tả sản phẩm ở đây thì nó đã có sẵn rất là nhiều hình ảnh rồi, ví dụ mình mà không thích cái hình ảnh nào thì mình có thể xóa đi, còn mình thấy là nó cũng khá đẹp rồi thì ok, mình sẽ bấm phần hình ảnh để xem là hình ảnh này nó đã đủ sinh động chưa. Rồi nếu như cảm thấy ok rồi thì mình sẽ bấm save lại. Rồi và tiếp theo thì mình sẽ làm cho cái sản phẩm này nó sẽ có mặt. Đó thì mình sẽ bấm vô tích ở đây và mình sẽ bấm put to Shopify. Đó thì mình sẽ bấm ở đây là đó, thì mình sẽ bấm tích hết mấy cái này và mình sẽ bấm put to Shopify. Đấy và bây giờ thì mình sẽ load lại cái mục product ở đây để xem là sản phẩm đó đã được đẩy lên trên cửa hàng chưa. Đấy thì các bạn nhìn thấy đó là cái sản phẩm của mình đã chính thức được đẩy lên trên cửa hàng rồi. Mình sẽ bấm vào xem. Đấy, nói chung là tiêu đề cũng như là mô tả rồi hình ảnh nó giống như là từ bên Deezer mình edit, đúng không ạ? Rồi thì xong phần tab Deezer thì mình sẽ tắt nó đi. Và tiếp theo mình sẽ xem là cái trang bán hàng của mình hiện tại trông như thế nào ở trên cửa hàng. Đó, thì cái trang, cái sản phẩm của mình đang trông như thế này. Đấy. Thì trang bán hàng của mình hiện tại thì nó mới chỉ gọi là có thông tin thôi, mới gọi là có thông tin. Nhưng để mà nói rằng là liệu rằng trang bán hàng này có thể bán được nhiều đơn không, rồi là có thể là có một cái chỉ số tốt khi bán hàng không, thì mình nghĩ là không. Bởi vì nó còn quá ít những cái nội dung và nó còn quá ít những cái điểm để thuyết phục người ta là hãy bỏ tiền ra và mua cái món hàng này đi, rất là khó. Dạ, thì bây giờ là để làm ra một trang bán hàng đẹp thì mình làm như thế nào? Đây là phần quan trọng đây. Dạ, thì chúng ta hãy xem kỹ cái phần này là cái cách mình biến một trang bán hàng từ như thế này trở thành như thế này và đem về một cái kết quả kinh doanh hoàn toàn là khác biệt. Rồi thì mình sẽ ở đây mình sẽ sử dụng cái app. Dạ, thì nó có tên là Zenpage. Đấy, thì mình sẽ search cái app là Zenpage ra. Đấy, thì nó là cái app này. Mình sẽ add cái app này vào store. Cái app này nó sẽ có cái tính phí nhé, tức là nó không phải là hoặc miễn phí hoàn toàn. Nó sẽ có cái tính phí cho các bạn, nhưng mà nó sẽ có cái thời gian dùng thử. Nhưng mà để mà nói rằng cái phí của nó so với những cái hiệu quả nó đem về thì chắc chắn là nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Rồi ok, thì bây giờ là sau khi đã cài xong cái app Zenpage rồi thì công việc của mình là mình sẽ tạo ra một cái trang bán hàng đẹp cho cái sản phẩm là cái bot này. Đấy, sản phẩm của mình là Checkblend Bulletin Bot. Thì bây giờ mình sẽ làm ra một trang bán hàng đẹp. Thì một cái hay của cái app Zenpage là nó có thể là giúp mình có sẵn những cái template rồi, mình chỉ việc chọn cái template đẹp và mình sẽ chỉnh sửa thông tin cho nó phù hợp nhất thôi. Thì mình sẽ vào cái mục là Product Page. Mình sẽ bấm là create. Đấy, thì sau khi mà bấm create rồi thì nó sẽ tạo ra cho mình một trang bán hàng là gọi là trống rỗng như này, thì mình x đi. Đấy, thì mình sẽ bấm vào đây là export template để mình chọn ra một cái template nào đẹp nhất và mình thấy ưng ý nhất. Thì trong này nó có rất là nhiều những cái template hay, có sẵn những chủ đề, ví dụ chủ đề về holiday, chủ đề về gym, chủ đề về Valentine. Đấy, rồi chủ đề về xe đạp, rồi thể thao, chủ đề về trang sức, chủ đề về đồ gia dụng, đấy, quần áo. Vậy thì mình sẽ xem là cái sản phẩm của mình nó phù hợp với cái template nào, hay là nó có chủ đề nào có sẵn không. Vì chủ đề về đồ ăn, đồ uống thì chúng ta nên chọn cái này. Đấy, còn chủ đề về giày dép thì chúng ta nên chọn cái này. Dạ, đấy, thì bây giờ là mình sẽ chọn ra một cái template mà mình hay sử dụng nhất. Đây, thì cái template mình hay sử dụng nhất là cái
Template, thứ nhất là bind này, và thứ hai là cái virtual reality head. Đấy, thì đây là hai cái template mình rất là hay dùng. Thì mình sẽ chọn cái này đi. Đấy, thì nó sẽ load ra một cái template nó đã design sẵn rồi, và công việc của mình là chỉ việc chỉnh sửa thông tin sao cho khớp thôi. Đấy, thì cái app template này nó đã làm cho mình là 80% cái công việc rồi. Phần còn lại là mình chỉ cần là thay đổi hình ảnh thông tin làm sao cho đẹp thôi. Đấy, thì phần đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái mục là product dynamic. Thì công việc của chúng ta ở đây là chúng ta sẽ bấm assign product. Đấy, và mình sẽ chọn đúng cái sản phẩm mà mình cần làm trang bán hàng. Đấy, thì mình sẽ chọn đúng sản phẩm bot này nhá. Đấy, thì ok, thì sau khi mà đã chọn xong thì nó đã báo là successfully, và bên này nó cũng đã hiện ra cái sản phẩm là cái bot này rồi. Rồi thì sau khi mà chọn xong cái này thì mình sẽ chỉnh sửa đi, có những cái phần mà chúng ta cần loại bỏ, ví dụ như cái phần này specification, thì đương nhiên là mình không muốn để trông nó rất là xấu ở đây. Đấy, đấy. Thì có những phần này chúng ta có thể là kéo nhỏ cái khoảng cách lại, bởi vì chúng ta thấy là cái khoảng cách đây khá xa, thì chúng ta kéo ở đây thì có cái mũi tên để mình thì kéo nó gần nó lại. Đấy, được chưa? Thì bây giờ là cái phần đầu tiên của bất cứ một trang bán hàng nào thì mình luôn để cái thông tin của sản phẩm, bao gồm là hình ảnh này, được chưa? Và những cái review này, hiện là ở đây nó hiện những cái con số rồi. Ở đây chúng ta sẽ để chỉnh sửa được những con số, ví dụ như là 1215 lượt review. Đấy, giá ở đây thì nó tự động rồi. Đấy, tên tiêu đề nó cũng tự động rồi. Đấy, và ở đây nó hiện ra một cái dòng kêu gọi hành động nhanh lên, đúng không ạ? Thì đương nhiên là cái phần này nó cũng sẽ tác động một chút đến cái tâm lý của người mua, khi mà chúng ta có những cái nội dung này nó cũng kích thích phần nào cái sự mua hàng của khách hàng. Đấy, giờ tiếp theo thì những cái chỗ này là chúng ta cũng có thể là thêm thông tin. Đấy, vì ở đây nó để là đa số là mình thấy nó cũng khá đúng rồi. Ví dụ như là chỉ có chỗ này mình cần sửa là mình sẽ offer cho người ta là 30 ngày thôi. 30 đây, easy thì thôi. Đấy, còn lại những cái chỗ này hầu như là chúng ta không cần phải động thêm bất cứ một cái gì nữa, đúng không ạ? Thì đa số ở đây trông khá đẹp rồi. Đấy, chỗ này chúng ta thấy khoảng cách nó khá xa thì mình sẽ kéo nhỏ lại. Đấy, thì phần đầu tiên là cái phần giới thiệu về sản phẩm thì rất là easy thôi, nó đã làm hết có sẵn rồi. Tiếp theo những cái phần bên dưới thì chúng ta sẽ cần phải chỉnh sửa, bởi vì là cái template này là dành cho cái sản phẩm mà cái mũ VA này, đúng không ạ? Còn cái sản phẩm của mình là cái bot này, thì mình phải làm cho nó sao chuẩn với cái thông tin của cái bot đấy. Thì phần product specification thì chúng ta cần phải điền cái nội dung cũng như là cái thông tin thông số của sản phẩm. Thì thông số của sản phẩm này thì chúng ta không cần phải nghĩ ra, hoặc là chúng ta cũng không cần phải ngồi viết, bởi vì chúng ta cũng không giỏi tiếng Anh. Mình không giỏi tiếng Anh, mình không bao giờ mình ngồi viết cả. Thì mình sẽ tìm kiếm những cái thông tin ở bên này. Đây, thì chúng ta sẽ dùng những toàn bộ những cái thông số bên này. Đây, nó cũng đã có những cái specification rồi. Thì công việc của chúng ta chỉ cần là copy những cái thông số bên này thôi. Ví dụ như là chất liệu. Đấy, thì mình sẽ để nó vào đây. Đây, nó có material đấy, đúng không? Thì material của nó là ABS. Thì mình sẽ copy này, và mình sẽ đấy, thêm vào đây. Color ở đây thì mình sẽ để là white. Đấy, trọng lượng này. Đấy, mình sẽ tìm kiếm cái thông tin trọng lượng là 90g. Đây, 90g. Đấy. Tiếp theo có những cái dòng thông tin mà nó không phù hợp, ví dụ như độ phân giải thì sản phẩm của mình không có, thì mình sẽ bấm xóa đi. Đấy, mấy cái này nếu không có thì mình xóa đi. Đấy, nếu như có cái thông tin gì đây, ví dụ như là sai. Đấy. Đấy, ở đây sai này. Đấy.
theo là mình sẽ để ở đây là time. Đấy, nói chung là bên từ bên AliExpress nó có thông tin gì thì chúng ta chỉ việc là copy và paste thay đổi cho nó phù hợp thôi. Dạ, đấy thì phần đầu tiên là phần cái mục tab, nên nó có ba cái mục. Mục đầu tiên là product specification thì mình vừa sửa xong rồi. Tiếp theo là phần product detail. Detail ở đây là để chúng ta có thể là show cho khách hàng thấy là cái thông tin chi tiết của sản phẩm này là như thế nào. Thì bây giờ là mình sẽ thay đổi, mình sẽ tải cái ảnh về máy tính của mình. Đấy, và mình sẽ upload ở đây. Đấy, thì mình sẽ show cho khách hàng là khách hàng sẽ nhận được cái gì. Đấy, người ta sẽ quan tâm là khách hàng sẽ nhận được cái gì. Thì ở đây là mình sẽ cần thay đổi cái thông tin là khách hàng sẽ nhận được cái gì đi. Đấy, thì mình sẽ xem là cái sản phẩm này khi mà mua thì người ta sẽ nhận được những vật phẩm nào bên trong. Có những sản phẩm nó sẽ gồm thiết bị này, nó sẽ gồm có hướng dẫn sử dụng này, rồi có thể nó có bút, hay là nó có những cái, hay là nó sẽ có những cái item gì nhỏ nhỏ bên trong không, thì chúng ta sẽ xem. Theo mình tìm ý kiếm thì cái này nó sẽ có cái bot, và thứ hai là nó sẽ có menu user, tức là cái hướng dẫn sử dụng. Đấy, thì những cái khác nó không có thì mình sẽ xóa đi. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cần tìm kiếm những cái icon để mình thả nó vào cái chỗ này để trông nó phù hợp. Ví dụ cái menu user thì mình phải tìm cái icon trông giống menu user, đúng không? Thì có một trang rất là hay là mình vào trang là flatdecon. Thì ở đây là cái trang nó có rất là nhiều những cái ký tự, ký hiệu. À, ví dụ như là mình sẽ search ra menu. Đấy, thì trong này nó đã có những cái icon trông rất là đẹp, đúng không? Thì bây giờ là mình thấy cái ảnh này đẹp này, user guide này trông nó phù hợp này. Rồi. Đấy, thì mọi người sẽ thấy là nó sẽ hợp hơn, đúng không? Và bây giờ mình sẽ lại cần tìm một cái icon cho cái bot. À, thì mình lại search là bot rồi. Đây, ví dụ mình thấy cái bot này trông đẹp đi. Đấy, thì mình đã xong cái chỗ phát y cái include này. Dưới này mọi người sẽ thấy có một cái là nó có thể mình có thể tăng hoặc là giảm đi cái kích cỡ của ảnh. Ví dụ mình sẽ tăng lên thành 60 thì bạn sẽ thấy nó sẽ to hơn, hoặc là giảm đi xuống 50 thì nó sẽ bé hơn. Đấy, và mình sẽ để 66 đi. Để 66. Đấy, 60. Đấy, ok. Phần tiếp theo là mình sẽ nói về những cái lợi ích mà khách hàng nhận được khi mà mua cái sản phẩm này. Đấy, thì tại đây thì chúng ta lưu ý là khi mà khách hàng họ mua một cái sản phẩm nào đó thì họ sẽ quan tâm là tôi được cái lợi ích gì khi mà bỏ tiền ra mất là cho cái sản phẩm này, đúng không ạ? Còn các bạn thường chúng ta bán hàng cho chỉ nói là sản phẩm này có tính năng 1 này, tính năng 2, tính năng 3 này. Nhưng vấn đề là cái tính năng đó thì nó giúp ích được gì cho khách hàng thì chúng ta không nói. Thì cái mục tiếp theo là mình sẽ nói rõ hơn là khách hàng sẽ nhận được gì khi mua sản phẩm này. Đấy, tiếp theo thì chúng ta cần thay đổi này. Thứ nhất là mình sẽ đổi cái tên này, xóa đi, và mình cần phải copy cái tên này vào đây. Đấy, tên nó hơi dài thì mình sẽ thì ví dụ mình sẽ để nó chỉ là checklist bot thôi. Được chưa? Close the loop. Thế theo tại đây thì mình cần thay đổi cái ảnh. Thì những cái ảnh ở trên AliExpress như này mà chúng ta dùng trực tiếp thì nó không đẹp. Thì mình sẽ làm một thao tác là mình sẽ xóa phông những cái bức ảnh này và mình sẽ thay thế cho cái trang bán hàng của mình. Đấy, mình sẽ upload lên cái trang là remove.bg mình đã dùng trong buổi trước rồi, đúng không ạ? Và sau khi mà
mình xóa phông đi thì mình sẽ được một cái bức ảnh trông khá là đẹp mắt, và mình sẽ thay thế cho cái bức ảnh này. Đấy. Chưa? Đấy, thì trông nó sẽ khá là bắt mắt và trông khá là hay ở đây. Rồi tiếp theo thì mình cần phải viết vào đây là những cái lợi ích khách hàng nhận được. Thì nếu như mà cảm thấy khó quá thì mình sẽ dùng một cái công cụ là ChatGPT. Đấy, thì ChatGPT thì mình để dùng cho nhanh thì mình vào cái ứng dụng tên là pre.com, mình sẽ vào ChatGPT, và tại đây thì mình sẽ hỏi ChatGPT là cái sản phẩm này có lợi ích gì, và mình chỉ việc copy paste từ ChatGPT thôi. Ví dụ như là mình sẽ hỏi là hey ChatGPT, give me four benefits of the product, paste vào. Đấy, thì nó sẽ đưa mình là bốn cái lợi ích rất là hay của cái sản phẩm của mình. Thì việc của mình là mình sẽ thay thế cho này thôi, rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, thứ nhất là improve organization, tức là tăng cái sự tăng cái sự sắp xếp lên. Đấy, tăng cái tính tổ chức lên. Đấy, công việc thứ hai là increase accountability, thì mình cũng sẽ thay thế vào đây. Đấy. Thứ ba là better communication. Đây vào đây. À, và số 4 là visual reminder. Thay vào đây. Đấy, chứ những cái icon này chúng ta cảm thấy là chưa phù hợp thì chúng ta cũng có thể thay đổi theo cái cách là dùng cái icon ở trên trang là Flaticon. Rồi, và những cái phần text nhỏ bên dưới này thì chúng ta cũng copy paste trực tiếp từ cái ChatGPT. Đấy, ví dụ mình sẽ copy. Đấy, mình không copy dài, mình chỉ copy đúng một câu thôi. Đấy. Được chưa? Đấy, thì cái phần close loop này. Đấy. À quên, có cái chỗ mà đây có cái tab này mình chưa đụng tới. Thì có những cái tab này thì nó cũng đã làm sẵn cho mình. Thế ra phần 24/7 support thì không phải sửa gì cả. Rồi ok, phần dưới explore checklist board. Rồi, thì cái phần bên dưới này thì mình sẽ để 1 đến 2 cái ảnh động. À, thì bất cứ một trang sản phẩm nào thì mình luôn để ra một cái ảnh động để tăng cái tính thực tế của sản phẩm hơn. À, thì để tìm cái ảnh động này thì chúng ta tìm ở đâu? Thì mình sẽ hay tìm ở trên là TikTok cái sản phẩm này ra. Rồi, hoặc thứ hai mình sẽ tìm trên Google. Rồi, và mình sẽ vào một cái video. Rồi, mình tìm ở trên YouTube. Đấy, trên YouTube có rất là nhiều những cái nội dung về cái sản phẩm này đúng không ạ? Thì công việc của mình là mình sẽ tìm một cái đoạn video nào nó trông nó hay. Thì khi mà có một cái đoạn video hay ảnh động trên trang thì trông cái sản phẩm nó sẽ thực tế hơn. Đấy, ví dụ như đoạn này rất là hay thì mình sẽ copy cái đoạn này. Đấy, mình sẽ tải cái video YouTube về. Ví dụ muốn tải video YouTube thì mình sẽ vào trang là e2made. Và mình sẽ dùng một cái trang là Giphy. Đấy, và mình sẽ bấm vào Create này. Đấy, thì mình sẽ bấm Upload to Giphy. Thì sau đó thì mình đã tạo ra một cái ảnh động rồi. Và mình sẽ dùng ảnh động này và mình để lên cái trang Jampage của mình. Thì mình có thể bấm share và mình sẽ bấm copy ở đây, mình sẽ bấm email ở đây, mình sẽ paste cái đường link của cái trang của cái ảnh gif đó. Đấy, ảnh gif thì nó sẽ nặng hơn một chút so với ảnh thường nên là nó sẽ mất thời gian để load. Sau đó trong thời gian tranh thủ thì mình sẽ sửa cái text ở đây. Đấy.
Đấy, tiếp theo thì mình có thể lấy thông tin từ ChatGPT. Đấy, nói chung tất cả những cái brand lớn bây giờ mình thấy họ đều dùng những cái ảnh động để mô tả sản phẩm thì nó sẽ có cái tỷ lệ convert tốt nhất. Như ảnh ở đây mình thấy nó hơi to thì mình có thể kéo xuống tầm 70%. Đấy, thì cái ảnh nó sẽ nhỏ nhắn hơn. Được chưa? Tiếp theo những phần bên dưới mà mình không có thêm thông tin nào thì mình có thể là bấm X đi, thì mình sẽ xóa những cái phần nội dung đó đi. Rồi, tiếp theo là một phần nữa rất quan trọng, đó là cái phần why chú ớt. Thì nhiều bạn sẽ hỏi là tại vì sao người ta sản phẩm này người ta không mua trực tiếp từ AliExpress hay người ta cứ mua từ một cái trang khác. Đó là bởi vì là chúng ta chưa nói cho khách hàng biết là tại vì sao khách hàng mua hàng từ chúng ta thì sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Thì tại đây là cái phần mà mình sẽ chia sẻ một vài cái lý do là tại vì sao mua hàng nên mua hàng từ chúng tôi. Đấy, thì có một vài cái lý do, nếu chúng ta không nghĩ ra lý do nào thì có một vài cái lý do như kiểu là chúng tôi sẽ có dịch vụ hỗ trợ support sau khi mà các bạn mua hàng after sale này, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ có hỗ trợ 24/7 này, rồi là chúng tôi có chính sách bảo hành đổi trả lâu hơn này, đúng không ạ? Thì nếu như khách hàng mua từ AliExpress hay là từ Alibaba thì làm sao khách hàng có chính sách đổi trả nào? Thì nếu như mua hàng từ chúng tôi thì các bạn sẽ có cái chương trình đổi trả nó tốt hơn, rồi là chúng tôi là đảm bảo với các bạn là chất lượng uy tín hơn so với những bên khác, đúng không ạ? Nói chung là cái đấy, lý do đấy nó có vẻ nó hơi phi lý một tí, nhưng mà nó cũng là cái để mình nói, bởi vì là khi mà người ta mua hàng của mình thì mình sẽ tìm những cái supplier tốt nhất ở trên AliExpress, thì đương nhiên nó sẽ đảm bảo hơn so với việc là người khách hàng tự mua từ một cái bên sắp vào đó mà không uy tín chẳng hạn, thì đương nhiên là cái chất lượng được sắp đó nó không thể nào bằng những cái sắp uy tín. Đấy, thì một vài cái lý do mà chúng ta thì đưa vào đây và nói cho khách hàng. Đấy. Đấy, thì phần why chú ớt ở đây thì chúng ta nên thêm vào đây một cái ảnh. Vì chúng ta sẽ nhìn vào mục element đây và nhìn thấy email và chúng ta sẽ kéo vào một cái bức ảnh. Đấy. Dạ, sắp xong rồi. Những cái phần này chúng ta đều có thể sử dụng những cái công cụ thì làm nó sẽ rất là nhanh. Ví dụ phần why chú ớt ở đây thì chúng ta sẽ dùng một cái công cụ là Canva. À, thì mình sẽ tạo ra một cái bản thiết kế mới. Ví dụ như mình sẽ làm một cái ảnh Instagram đi. Đấy, thì tại đây thì mình sẽ chọn một cái là comparison. Đấy, thì mình sẽ nói cho khách hàng biết là tại vì sao thì lựa chọn chúng tôi thay vì là lựa chọn những cái chỗ khác để mua hàng, đúng không ạ? Đây, ví dụ mình chọn một template là so sánh Quang Vinh Store. Đấy, và bên này thì chúng ta sẽ để là giờ chọn để cho khách hàng thấy nếu như khách hàng mua từ bên khác thì sẽ không có quyền lợi như chúng tôi đâu. Đấy, ví dụ như là mình sẽ nói đây là về after sale service. Đấy, còn bên này là đối diện, trái ngược với after sale, tức là no after sale service, ví dụ vậy. Đấy, ví dụ bên này là 1 tháng warranty. Đấy, còn bên khác đó là no warranty. Đấy, rồi những cái lý do khác nữa, ví dụ như là good quality. Đấy, còn bên này đó là normal quality. Rồi, tiếp theo đó là 24/7 support. Dù là chưa mua hay mua rồi đều có support, hay là unreachable support, tức là đó. Đấy, và chúng bất cứ cái gì, nói chung là nếu như chúng ta không biết gì chúng ta có thể làm theo cái form này của mình, đúng không? Đấy, và cái
Tiếp theo nữa đó là good pricing. Đấy. Còn người khác thì mình sẽ để là expensive, tức là đắt. Đấy, nói chung không biết nhưng đó không, nhưng mà mình cứ sâu ra để cho khách hàng thấy là à tại vì sao nên mua hàng từ mình. Đấy, khi mà làm xong thì mình sẽ bấm tải xuống. Ngoài ra thì mình có thể tải theo cái tính năng ở đây là nền trong suốt. Đấy, thì nó sẽ trùng với cái màu nền của store của mình thì trông nó cũng khá là đẹp. Đấy, mọi người sẽ thấy là khách hàng sẽ có lý do là chọn chúng tôi thay vì chọn người khác, đúng không ạ? Tiếp theo thì cái phần cuối đây là mình sẽ nói là hãy mua đi và chúng tôi sẽ có cái thời gian bảo hành 1 tháng cho các bạn. Tại đây thì mình có thể điền bất cứ thời gian nào mình có thể hỗ trợ khách hàng. Ví dụ mình sẽ để 1 tháng, bình thường con số là 1 tháng sẽ hỗ trợ khách hàng là có vấn đề gì. Đa số là không có vấn đề gì đâu, vì hàng hóa mấy cái sản phẩm nhựa đồ chơi này thì nó không thể nào hỏng hóc hoặc là lỗi lùng gì cả, đúng không ạ? Rồi tiếp theo thì mình sẽ thay cái ảnh nó đi. Đấy, ảnh này thì nó hơi mờ nhưng mà chúng ta nên kiếm một cái bức ảnh nó nét nét hơn nhá. Mình là demo với chúng ta là như vậy. Tiếp theo thì tại đây mình nó đang là mẫu là 2 năm nhưng mình không không có chính sách là 2 năm thì mình sẽ để là 1 tháng thôi. 1 month. Rồi tiếp theo mình sẽ có một cái mục là frequently asked question. Thì tại đây thì mình chuyển thay đổi thôi. Ví dụ mình sẽ bấm những cái bút chì edit đây, mình sẽ thay đổi. Thì đương nhiên phần này thì chúng ta cũng sẽ hỏi ChatGPT là viết cho tôi, write for me, FAQ for product của mình tên là cái này. Đấy. Đấy chứ ạ, thì vô cùng đơn giản thôi. Cái ChatGPT đã làm hết cái công việc nặng nhọc nhất rồi, mình chỉ việc copy và paste thôi. Đấy, ví dụ tại đây mình paste này. Đấy, mọi người thấy không ạ, thì mình ngay lập tức mình sẽ thay đổi được. Đấy, thì, những cái động này là câu hỏi nhé, còn phần bấm vào dấu cộng bên này thì nó sẽ hiện ra câu trả lời, thì mình sẽ thay đổi cả phần câu hỏi và phần câu trả lời. Đấy, câu hỏi này, câu trả lời này, đấy, copy này. Đấy, chúng ta bấm copy. Đấy, được chưa? Và những câu hỏi khác cũng như vậy. Và sau đó chúng ta sẽ bấm save này, làm chúng ta sẽ bấm save. Đấy, phần bên này thì nếu như chúng ta không có cái số điện thoại thì chúng ta chỉ để là email thôi. Email của chúng ta là cái gì đó chúng ta thay đổi với đây. Đấy, và xong rồi thì chúng ta sẽ bấm là public. Public thì mình sẽ đổi tên đi là bot. Đấy, để biết là cái trang này là trang dành cho cái sản phẩm bot này. Đấy, thì khi mà public thì mọi thứ nó sẽ lên sóng truyền hình. Thế thì cái trang bán hàng mới của mình nó sẽ là theo cái trang Zenpage đó. Chúng ta sẽ xem, chúng ta nhìn lại cái trang cũ của mình này. Đấy, trang cũ của mình này, trông rất là xấu, đúng không ạ? Và cái trang mới của mình này. Đấy, mình sẽ bấm view live page. Đấy, đây là trang mới nhá. Đấy. Đấy. Được chưa ạ? Đấy, và mình thấy là trang của mình còn thiếu đúng một phần nữa thôi. Đó là phần review của khách hàng. Thì mình sẽ bấm vào library. Mình sẽ chọn cái mục là blog. Mình sẽ chọn là hoặc là testimonial. Đấy, thì nó sẽ có những cái mục là customer review ở đây. Đấy, chưa? Thì chúng ta sẽ thêm vào những cái review của khách hàng. Đấy, cho thể xem ở trên là AliExpress đây. Đấy, nó đã có sẵn những cái review này rồi, thì chúng ta thể là copy những cái review này và chúng ta sửa nó vào đây. Đấy, chưa? Và trong cái phần review này thì mình sẽ cho nó lên trên.
À, thì mình sẽ cho cái phần review này lên trên cái phần FAQ. Đó, thì phần review thường thì nó sẽ ở trên phần FAQ và sau đó thì mình sẽ public lại. Đấy, được chưa? Thì chúng ta sẽ nhìn lại cái template của mình một lần nữa. Thì đầu tiên là về phần logo. Bắt đầu của một trang nó luôn là logo, sau đấy là phần giới thiệu sản phẩm, giới thiệu chung và giá, gọi kêu gọi hành động. Tiếp theo là phần đặc tính của sản phẩm, và rồi đến là phần benefit, cái lợi ích của sản phẩm, và rồi là phần demo sử dụng sản phẩm có hành động, và rồi là cái lý do là tại vì sao mua hàng từ chúng tôi, và cuối cùng tiếp theo là phần warranty cho khách hàng. Đấy, và tiếp theo là phần review của khách hàng. Là những khách hàng khác đã mua và họ trải nghiệm gì, và cuối cùng là phần FAQ là những câu hỏi mà khách hàng hay hỏi. Bây giờ thì mình sẽ bấm view lại cái trang bán hàng của mình chính thức một lần nữa để xem là cái trang nó đã được lên sóng chưa. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái trang nó khác hoàn toàn đúng không? So với cái trang cũ của mình chỉ ngắn ngủn như thế này thôi. Đấy, trang cũ nó chỉ như đúng vài chữ này là hết rồi, còn trang mới của mình nó có rất là nhiều thông tin và cái nội dung ở trong đấy, thì đương nhiên là cái trang mới nó sẽ có cái tỷ lệ convert tốt hơn rất là nhiều so với trang cũ. Thì đó là cái app template mình dùng để build ra một trang bán hàng. Đương nhiên là mình cũng gọi là diễn demo cho chúng ta cái cách làm, chủ yếu chúng ta xem là cái thao tác cũng như là cái cấu trúc của một cái trang bán hàng gồm có những nội dung gì, và để chúng ta hiểu và áp dụng cho cái trang bán hàng của mình. Dạ, thì đó là cái cách mình đã áp dụng để xây dựng cái trang bán hàng giúp mình có tỷ lệ convert rất là tốt và cái kết quả, cái doanh số kiếm rất là nhiều tiền. Thì hy vọng là chúng ta sẽ áp dụng và đem về kết quả cho bản thân mình, và hy vọng là sẽ thấy được những cái feedback cũng như là cái kết quả anh em chia sẻ sau khi mà áp dụng cái kiến thức của mình. Mình là Vinh và rất là vui khi được hỗ trợ anh em trong chuỗi chương trình học free này. Và nếu như chúng ta có câu hỏi thắc mắc nào thì hãy để lại bên dưới mục comment và join vào group anh em Subscribe Việt Nam của mình. Hẹn gặp lại chúng ta ở trong video tiếp theo nhé. Bye bye.